Và như vậy là tiếng còi khai cuộc tới từ trọng tài Trần Đình Thịnh đã vang lên. Hiệp 1 của trận đấu chính thức bắt đầu. Mohamed Essam và lên bóng của cầu thủ Viettel, đưa bóng vào, cơ hội khá nguy hiểm, sút không vào. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên trận đấu đã thuộc về cầu thủ Viettel với pha lên bóng rất nhanh, chỉ một vài chạm thôi chúng ta thấy bóng đến trước khung thành của Nguyên Mạnh. Anh Quang Huy thấy không? Mới pha chuyển trạng thái của Viettel họ làm rất nhanh. Đi vào trong. Dứt điểm. Đến lượt Văn Phòng trổ tài. Bóng đến đúng vị trí của thủ môn Văn Phòng. Rất hay, hai bên ăn miếng trả miếng liên tục. Một lần nữa chúng ta thấy Trần Ngọc Sơn, sự xuất hiện băng lên cực nhanh của Ngọc Sơn. Này anh quyết định đi bóng vào trong và có một cú dứt điểm, lựa chọn dứt điểm ở góc gần. Pha xử lý của Đức Chiến. Đường truyền tốt vào trong, cơ hội cho các cầu thủ Thép Sắt đang sút không vào. Wow! Cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong đấu thứ hai đã thuộc về các cầu thủ Thép Sắt Nam Định. Thanh Trường, cầu thủ mới vào sân thay người cho Henrio là người đã có cơ hội sau đường truyền vừa rồi. Đức Chiến đã chơi không an toàn và Thép Sắt Nam Định có cơ hội để tung ra cú dứt điểm. Jefferson Elias đã qua người thành công, đưa bóng vào, đánh đầu, không vào. Mohamed Essam đã không thành công với cú đánh đầu vừa rồi. Một tình huống Elias đã cho thấy thể lực và khả năng cán lướt, rất cố gắng giành giật tình huống. Tuy nhiên đó là một pha bóng mà mọi chuyện vẫn chưa được như mong muốn. Đây chúng ta xem lại tình huống mà Hữu Tuấn đã rất cố gắng tranh chấp nhưng Elias đã thắng thế ở pha tỉ đè. Có thể dứt điểm. Sau khi vào sân thì chúng ta cũng đã thấy được sự nỗ lực của Đức Huy. Đức Chiến, đường truyền tốt của Đức Chiến, cơ hội không vào. Người đã ngăn chặn thành công có lẽ là Nguyễn Phong Hồng Duy. Một cơ hội rõ ràng dành cho Viettel FC. Pha xâm nhập khá bất ngờ của Nhâm Mạnh Dũng. Nhưng mà Dũng di chuyển chéo từ bên cánh phải vào. Đúng là Hồng Duy đã rất nhanh để khiến cho Nhâm Mạnh Dũng không thể có được đà dứt điểm tiếp theo. Cả hai bên đều thay người. Chúng ta xem lần nữa pha xử lý của Nhâm Mạnh Dũng. Có trợ giúp tốt. Thì bóng xuống đáy biên. Cơ hội đấy rồi, vào, không vào. Tưởng chừng như lưới của Thép Xanh Nam Định đã rung lên nhưng Nguyên Mạnh đã đẩy bóng ra ngoài. Và sau đó là một cái bắt tay giữa Nguyên Mạnh và Đức Chiến. Và thoát vào quá hay để dứt điểm cực kỳ nguy hiểm của Đức Chiến. Và cả hai đã dành cho nhau những cái bắt tay đầy tôn trọng. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Hai bên đã làm tất cả, đã có nhiều nỗ lực, rất nhiều cố gắng tạo ra các cơ hội nhưng bàn thắng vẫn không đến với cả hai đội. Đây là trận đấu duy nhất trong buổi chiều tối ngày hôm nay không có bàn thắng. Một cuộc đấu trí thú vị giữa Thành Bảo Hành và Vũ Hồng Việt. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.